Xin chào anh em với các bác mọi người. Thì hôm nay mình sẽ unbox một trong những thiết bị mới mà bởi vì có một số trục trặc với RS2 nên năm ra là mình đã đầu tư vào một chiếc kim vào mới RS4 Pro bản combo nha anh em. Bản combo nha. Thì khui hộp thôi. Nặng tiền quá anh em. Để coi nhân vật chính đâu rồi. Đây. Sâu bự luôn anh em. Rất là bự. Mình nhìn rất là đã. Wow. Thì chắc là nãy mình có tháo sơ sơ rồi trước khi mình làm video. Nhưng mà công nhận là gờ đã. Ngửi đồ mới nó khác liền anh em. Ừ. Rồi, tiếp tục. Máy được chơi. Đây là bản lắc mới. Lắc mới to và dài lắm anh em. Phải công nhận là rất là dài. Dài dễ sợ. Wow, dài quá. Mình sẽ thử khi mà mình ấy. Nói chung là hôm nay mình lấy cũng mới vừa ra được tầm 2 tuần thì mình lấy rồi. Nhưng mà nói chung về căn bản là mình sẽ coi thấy ra sao, có gì mới hay không. Thì đợt vừa rồi thì RS2 của mình nó cũng đang bị trục trặc nên đã ra tiện thì mua luôn. Wow. Cái này là cái lý do sao mình mua bản combo. Thì đợt này mình đang tính mình sẽ thử trải nghiệm với cái này để mà cho trường hợp để ví dụ như mình sử dụng cho những mục đích ví dụ như là zoom hoặc gì đó nó sẽ hiệu quả hơn. Tại vì có một số trường hợp đó là hiện tại mình đang muốn sử dụng cái này. Tại vì ngày xưa thì mấy cái bản cũ mình không có hảo cho lắm, nhưng mà giờ mình thấy nhu cầu hiện tại nó đang cần nên mình muốn upgrade luôn. Và thật sự mà nói thì mình cũng đang có kế hoạch từ cuối năm nay sẽ lên RS3 Pro. Nhưng mà ra RS4 thì thôi ok theo luôn. Thì sao mua gì cũng phải theo thôi. Cái cơ này là cái gì đây? Ồ, đây là cái lắc mới. Nó sẽ có một cái bảng là nó bỏ vô cái đũa. Thì cái đũa này thì coi như cũng vậy cũng hay. Nếu mà trong trường hợp mà sử dụng manual focus all the time thì cái này cũng là một cái lựa chọn khá là hợp lý anh em. À, mình đánh giá cao. Ồ, cái đũa này. Để mình coi thử là nó là đũa nhôm hay là đũa carbon nha. Mình không biết nó là chất liệu gì, nhưng mà cũng không quá nặng, cảm giác cũng nhẹ nhàng lắm này. Hợp lý á. Hợp lý, thử thôi. Năm nay để coi thử có gì mới hay không. À, pin hồi nãy mình cũng có thử tháo sơ sơ rồi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ nói về cục pin. Đợt này cục pin này mình cảm giác mình sẽ có một cuộc build lại để mà nó thích hợp hơn. Nhưng mà giờ căn bản thì cái pin này thì đối với mình thì cũng đủ sử dụng cho cái khoảng mà một cái đám cưới. Nhưng mà mình sẽ tìm cái option mới để mà nó có thể làm pin lâu hơn, gọn hơn và nó hiệu quả hơn về vấn đề thời gian sử dụng. Rồi thì chúng ta sẽ coi thử đợt này cái chân này có gì mới không. Không có gì mới, vẫn là chân ba huyền thoại. Đối với mình thì đây là một trong những cái chiếc chân mà bền khủng khiếp, rất là ngon anh em. Mình đánh giá cao cái này của DJI. Rồi tiếp tục nữa là mình sẽ coi thử cái này là cái gì đây. Ồ, cũng là một cái lắc luôn. Cái lắc nó cũng là mới. Ồ, hóa ra là vậy. Tức là DJI bản combo nó sẽ cho bạn một cái bản có thể bỏ đũa phong. Và trong khi đó nó sẽ luôn có luôn một cái bản gọi là cái lắc này. Hợp lý anh em, hợp lý. Mình đánh giá cao sự mà đầu tư của DJI. Họ cho hai bộ như vậy rất hợp lý. Tại vì những người họ xài bản Pro hiện tại gần như là nhu cầu về cái gì đây,
sử dụng màn nhộng focus, những cái lens màn nhộng focus rất là hay. Mình cũng đang có đó sao ta, kiểu mình cũng đang cũng có nghĩ nghĩ cái LiWire, phải không nào? LiWire cái là cái bộ mà hỗ trợ lấy nét, thì mình cũng đang có nghĩ, nhưng mà về căn bản giá của nó không hề tốt cho lắm, nó khá mắc, thì mình sẽ suy nghĩ sau. Nhưng mà có thể mình sẽ mua một cái nếu mà khi mà mình kinh tế mình ổn. Cái này thì R2, R3 đều có, nên năm ra không có gì mới. Mình sẽ bọc lại, tại vì cái này, riêng cái này là mình rất ít xài, gần như là mình không xài luôn anh em. Hai bộ combo cũ gần như mình cắt xỏ luôn, chứ không phải tháo ra cho nó nhẹ cái bát luôn. Rồi vẫn là khi tay này, tay này từ cái bản RS3 Pro là mình thấy nó là một cái mà mình thấy cực kỳ hợp lý, bởi vì thứ nhất là nhẹ, mình đánh giá rất là cao nhưng là nó nhẹ. Nhưng mà cái thế của cái tay cầm á, thì mình không thích cho lắm, tại vì thứ nhất là nó kiểu như vậy thì nó sẽ cảm giác nó không có vững bằng khi mà các bạn cầm hai bên, các bạn lắc qua, các bạn chuyển cái vùng lấy nét hoặc là cái vùng follow các bạn, nó sẽ mượt, thì khi nó mượt hơn, cái này nó sẽ cho các bạn hơi bị khựng, là lâu lâu các bạn giống như là các bạn sẽ bị lắc. Nếu mà cái tay của các bạn, cái tay thuận của các bạn nó cầm vô cái chỗ này và cái tay không thuận là mà cái handle ở cái cục pin, phải không, thì đó là một cái problem đó nha anh em. Rồi thì tiếp theo nữa là để coi được này cái gì mới nè. Cái đàn dòng đây, nãy mình cũng tháo ra, mình cũng lần tay. Đợt này thì dàn dây thì nó cũng gần gần giống như các bạn cũ, thì nó cũng rất là đầy đủ. Mình rất là đánh giá cao là design mỗi lần họ cho bản combo, họ cho đồ rất là ok, vừa đủ sử dụng, không quá dư. Lại với là cái bản Raven Eye. Bản này bên thằng RS2 mình vẫn còn đang một dư một con, và nhiều khi mình không xài luôn anh em. Mình cảm giác là mình chưa có ý định sẽ đụng vô luôn anh em. Tại vì có hai lý do, nó là cái bản mà để nó hỗ trợ dành cho transmission được kia nọ, nhưng mà mình cũng chưa có transmitter, nói chung là mình cũng chưa có nhu cầu nhiều lắm, và mình hay sử dụng thẳng bằng cable nhiều hơn. Tại vì có rất là nhiều lý do vì sao mà mình cũng không có muốn xài wireless, trừ khi mình livestream, thì livestream thì từ cái máy nó đã đẩy thẳng với thằng gì ta, từ cái máy nó sẽ đẩy thẳng vô cái cục livestream, nên là mình không có khe cái vụ đó nữa. Rồi thì về tổng quan thì khá ổn, và nó cũng năm nay cũng cho cái bộ catalog này cũng khá là bự anh em. Hợp lý, ok, cũng được được. Ok, đây là video unbox của mình, và mình sẽ làm chi tiết về cái gimbal này. Hiện tại thì nếu mà video này lên thì mình nghĩ chắc là khoảng tầm 2-3 tuần rồi mình cầm rồi, tại vì có hai lý do vì sao mà thời điểm này mình chưa làm lên là bởi vì mình rất là bận. Cái thứ hai là mình đang cũng muốn là dành thời gian để nghiên cứu về hơn cái gimbal này trước khi mà mình công bố về cái tính năng nó có khác biệt nhiều không. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ trên phương diện là một người sử dụng nhiều hơn, và mình cũng đã phải tốn gần như trọn vẹn một số tiền để mà mua, và mình cũng từng đi hy vọng thì mình sẽ được nhận được một cái discount đó, nhưng mà chưa có nè. Nhưng mà mình hy vọng là mình sẽ chia sẻ tất cả mọi thứ để mà anh em có thể thấy cái sự đầu tư này hợp lý không. Và về căn bản thì khi mình cầm cái gimbal, khi hồi nãy á, mình tháo ra thì mình đánh giá rất là cao, đó là nó vẫn rất là chắc chắn. Đã là bản dòng Pro thì cảm giác rất là chắc chắn, cảm sướng mình em. Giờ phải lọc cái này nữa. Quá đã. Hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo. Bye và see you soon. Peace. Bye bye.